Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại nhiều địa phương trong cả nước, hiện nay Đà Nẵng đang tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch tại các chốt chặn cửa ngõ ra vào thành phố. Theo thống kê, mỗi ngày Đà Nẵng có hơn 31.000 lượt người, cùng với hàng trăm tấn hàng hóa luân chuyển ra vào thành phố theo đường bộ. Nắng nóng kéo dài, nhưng lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát COVID-19 cửa ngõ ra vào thành phố vẫn căng mình làm nhiệm vụ, hướng dẫn từng phương tiện tiến hành đo thân nhiệt, yêu cầu từng người khai báo y tế. Các trường hợp về từ vùng dịch được kiểm soát chặt chẽ theo hướng dẫn của ngành y tế. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cũng đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi từ thành phố Đà Nẵng tới các địa phương có ca nhiễm COVID-19, theo công bố của Bộ Y tế và ngược lại.